Nước tiếng bốn phương từ hàng trăm năm trước với nghề làm hương truyền thống cha ông để lại, người dân thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, hôm nay vẫn đang hàng ngày tất bật, cùng nhau cho ra đời những nén hương thơm đặc biệt với màu đen tự nhiên. Khi thắp tỏa hương ấm áp, thanh khiết, mang đậm nét đặc trưng không nơi nào có được, góp phần không nhỏ gìn giữ những nét đẹp thanh tao trong không gian đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Trong biến động chung của đất nước, với tốc độ đô thị hóa và sức cạnh tranh ngày một lớn của nền kinh tế thị trường, Quảng Phú Cầu đã trải qua không ít thăng trầm và thách thức để gìn giữ, phát huy nghề hương truyền thống. Trước thực trạng đó, năm 2016, ông Nguyễn Tiến Thi đã cùng 12 thành viên khác quyết định góp vốn thành lập hợp tác xã sản xuất hương làng nghề Xà Cầu nhằm bảo tồn, phát triển nghề làm hương đen của địa phương. Sản phẩm chủ đạo do hợp tác xã sản xuất là hương đen thương hiệu Thủy Xuân Tiên. Hương đen Thủy Xuân Tiên hiện đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là sản phẩm độc quyền, đạt chuẩn quy định về hàng hóa, bao bì, nhãn mác, có đăng ký mã số mã vạch trước khi lưu hành trên thị trường. Trao đổi về quy trình sản xuất hương của hợp tác xã và làng nghề Xà Cầu hiện nay, ông Nguyễn Tiến Thi cho biết, quá trình làm hương cơ bản được chia thành 4 công đoạn: làm chân hương, trộn bột hương, xe hương, phơi và đóng gói. Trước kia, hương đen Quảng Phú Cầu chủ yếu được làm thủ công bằng tay, nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc làm hương hiện nay đã được ứng dụng công nghệ hiện đại tại nhiều công đoạn, nhất là công đoạn xe hương, nên sản phẩm làm ra bóng đẹp, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người dùng. Nguyên liệu rất chính của hương đen là than hoa nghề nhỏ và cái nhựa cháo rừng tạo nên mùi thơm. Đây là máy trộn bột hương. Sau khi cân đong đo đếm lượng than và lượng nhựa cháo, nó sẽ đổ vào máy trộn. Đây là máy trộn. Hương sau khi được xe xong thì sẽ tiến hành phơi. Thời gian phơi trong vòng một ngày, nếu nắng to một ngày sẽ khô. Sau đó được nhặt sạch và đóng gói bao bì sản phẩm thương hiệu và để xuất ra thị trường. Đây hương mọi người thấy là hương rất bóng, đều đẹp và được khô. Đóng trong túi bóng bao bì bảo quản có thể được 2 đến 3 năm. Hương đen Thủy Xuân Tiên tại thôn Xà Cầu có 3 loại sản phẩm chính: hương nén, hương nụ và hương vòng. Trong sản xuất, người thợ tại đây luôn tâm niệm hương liên quan đến thế giới tâm linh nên các công đoạn làm hương phải đặc biệt sạch sẽ và nâng niu, chân quý trong từng thao tác. Nguyên liệu sử dụng làm hương hoàn toàn từ tự nhiên, không chứa chất hóa học. Tăm hương được làm từ vẩu hoặc tre. Bột hương sử dụng nhựa chám và than thảo mộc. Nhựa chám sau khi được làm sạch được đem trộn với than thảo mộc, khi thành hỗn hợp kết dính, dẻo mịn sẽ xe với tăm hương. Sau đó hương được mang phơi 1 đến 2 ngày để làm khô và hòa quyện với mùi nắng, tạo nên hương thơm thuần khiết, tự nhiên của đất trời. Mùi chám rừng tỏa ngát hương khi đốt đã tạo nên hương thơm đặc trưng khác biệt khiến hương đen Thủy Xuân Tiên ngày càng được đông đảo người dùng ưa chuộng. Sản phẩm lâu năm rồi, nhiều rồi, tôi mua đây rất nhiều. Mà hương thì chất lượng cháy rất tốt, mà thơm. Và thơm toàn những thơm rất là êm dịu mà lại không có độc hại. Thứ hai là giá thành rất là hữu hảo, chứ không đắt như ở các nơi khác. Khởi nguồn chỉ là nghề phụ người nông dân tranh thủ mỗi khi nông nhàn, đến nay, nghề làm hương đã không ngừng phát triển, trở thành nghề đem lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân tại Quảng Phú Cầu. Chỉ riêng hợp tác xã sản xuất hương làng nghề Xà Cầu trung bình mỗi năm sản xuất ra từ 60 đến 70 tấn, lao động chủ yếu là người trong làng với mức lương từ 5 đến 7 triệu một tháng. Bên cạnh những thuận lợi, thôn Xà Cầu cũng đang vấp phải nhiều thách thức khác nhau trong việc đảm bảo nghề làm hương đen phát triển bền vững. Ông Thi bày tỏ, thôn Xà Cầu có khoảng 700 hộ dân, hiện nay chỉ còn rất ít hộ làm hương, làng nghề đang bị mai một bởi những nghề phát triển khác. Đa số các hộ gia công chân hương phục vụ cho việc sản xuất hương tại Xà Cầu là ở các thôn khác trong xã. Hiện, hợp tác xã đang hoàn thiện thủ tục đăng ký sản phẩm hương đen tham gia chương trình OCOP quốc gia để từ đó nâng tầm thương hiệu, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu. Tham gia đề án mỗi xã một sản phẩm, chúng tôi không chỉ mong muốn đưa sản phẩm hương đen trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của Ứng Hòa, hơn tất cả, đây là cơ hội tốt để thúc đẩy Xà Cầu trở thành điểm du lịch làng nghề nổi tiếng. Đến đây, du khách sẽ có những phút giây thư giãn, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình nhưng rực rỡ của những bó hương rạng đỏ và tận hưởng hương thơm đặc trưng của vùng nghề nức tiếng, gắn với đời sống văn hóa tâm linh đất Việt.